Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món bánh tét chiên nha mọi người. Đây là mình có cái đòn bánh tét nè. Mình kêu người ta lấy cho mình bánh da lá dứa đó, da xanh, mà không biết cái này có phải da xanh hay không nữa nè. Thì chắc người ta bán, người ta có kinh nghiệm, người ta biết. Giờ trước tiên á, mình sẽ đi lọc vỏ nó ra. Lọc vỏ ra nha mọi người. Ướp bớt cái vỏ này đi, để mình sắc nó ra nha. Cái này nó gói cũng không có được khéo nè, nó không có tròn. Mình không có sử dụng dao nha, nó dính dao vô. Mình lấy cái cọng chỉ nè mọi người. Cọng chỉ á, mình quấn đôi lại. Mình sẽ quấn vô hai ngón tay mình nè, vô rồi. Đó, mình sắp như vậy đó. Bây giờ bước tiếp theo mình sẽ lấy cái chảo mình đi chiên nha. Chảo nóng rồi mình cho vào ăn nè. Đó, chiên vậy nè. Dùng cái mẻ mình cỡ cho nó dễ nha các bạn. Các bạn ơi, mình chiên cho nó vàng vàng thôi vậy là được rồi nha các bạn. Không có cho vàng quá nha. Giật hết ra, chiên lại cái, mình hết cái số còn lại luôn. Rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ bỏ dưa chua này chén nước mắm nha. Ngon luôn, chén nước mắm. Cái này mình ăn kèm với rau nè các bạn. Cải bè xanh nè, dưa leo nè, cải đỏ nữa nè, rau. Ngon nhất là cải bè xanh nha. Kẹp lại nè. Mình cuốn như này các bạn. Mời các bạn dùng với mình luôn nha. Mời các bạn dùng. Ngon quá, ngon rồi. Món này mà mình tưởng tượng nha, bánh xèo vậy đó các bạn. Cuốn lại. Chấm rồi. Rồi, mời các bạn dùng luôn ha mấy bạn. Dùng. Ngon quá ngon. Rồi, bạn uống nước rồi, nước lọc. Quá ngon à. Lâu lâu ăn cái này nè. Dưới quê á mấy bạn, thường thường mấy đám giỗ á, người ta cũng hay làm cái này đúng không nè. Cái đám giỗ mà đãi đồ tương á, người ta làm bánh tét tương á, cái người ta đem đi chiên, người ta cũng làm nước mắm ăn gì nè, ngon lắm à.
Nếu có mấy bạn nào có ăn ăn chưa nha. Mời bạn nữa. Chúng nó mỡ đó là ngon các bạn, phào phào ngon. Mời các bạn dùng nữa các bạn ơi. Ngon. Mình chiên như vậy là mình ăn nó không có bị ngán rồi mấy bạn. Nó không có ngán. Rồi chấm nước mắm rồi ăn nó không ngán, mình ăn không nó ngán được. Rồi mấy bạn, mời các bạn dùng nha. Nước không? Ăn cũng cải đỏ tốt lắm á. Mà các bạn dùng nữa các bạn. Có rau á, không có ngán, ngon lắm. Rồi các bạn nào chưa từng ăn á, làm thử nha các bạn. Làm thử nha, ngon lắm. Rất giống như cà chua. Ăn miếng cà chua nó ngon. Mình ăn này như ăn bánh xèo vậy mấy bạn. Nó ngon hơn bánh xèo nữa. Mời các bạn dùng nữa nha. Quá ngon mấy bạn, ngon ghê luôn. Chậu này quá hầm, không có gió gì trần luôn. Không có một cái gió. Ăn nữa mấy bạn. Các bạn ăn nữa nha, ăn no luôn. Đây là nếp á, nó như ở dưới cái vỏ nó bằng nào. Người ta ngâm lá dứa đó, nó ra cái màu xanh ăn luôn. Nó rất là thơm ngon quá. Mời bạn uống nước nữa nha các bạn. Rồi cái món bánh tét chiên của mình đã kết thúc rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Rồi chào, bye bye các bạn.